Thành thật xin lỗi mọi người. Mấy ngày hôm nay là một phần thì át bận, một phần thì cao thủ chân tu nó dập dữ quá. Hợp đồng ở rễ này dịch xong 2 ngày rồi mà không kịp lên cho mọi người nghe. Thành thật xin lỗi. Hợp đồng ở rễ Vương Hán, Vệ Uyển Nhi, tập 34. Vệ Uyển Nhi bị Lâm Khả Hân chọc cho cười. Ưu tú sao? Nàng nằm ở trên giường, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra từ khi gặp Vương Hán đến giờ. Nàng khẽ chớp chớp mi vài cái, cười nói: "Em nói người khác ưu tú, chị đều tin. Về phần Vương Hán, anh ta cùng ưu tú hai chữ không hề liên quan gì tới nhau." Lâm Khả Hân trong mắt nhanh như chớp trợn tròn: "Chị họ, em nói thật à? Anh rể có chuyện gì giấu giếm chị? Anh ấy đánh nhau rất giỏi à? Chị suy nghĩ thật kỹ đi, anh ấy có phải là rất lợi hại hay không?" "Anh ta không có giấu giếm chị à?" Vệ Uyển Nhi trong đầu hiện lên đường cơ mịn màng, cường tráng cùng vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt hơi đỏ lên. Anh ta mở cái phòng tập thể hình, công việc kinh doanh rất tệ, tự mình không có chuyện gì để làm nên cả ngày rèn luyện, có thể đánh giỏi cũng là rất bình thường mà thôi. Lâm Khả Hân không còn gì để nói: "Em không phải nói chuyện này, em nói là, ây nha, đến cùng là nói như thế nào chị mới có thể hiểu đây? Ý của em là anh rể rất có năng lượng, rất nhiều người đều rất sợ anh ấy, chị suy nghĩ kỹ lại một chút đi." "Rất có năng lượng sao?" Vệ Uyển Nhi nhịn không được cười thành tiếng: "Cô nàng ngốc này, tôi còn không biết anh ta sao? Ngoại trừ cái miệng dùng tốt, sẽ cùng người giảng đạo lý, ngoài ra những chuyện khác đều làm không được, chỉ giỏi ăn và ngủ. Trời sinh chính là kẻ ăn cơm chùa." Lâm Khả Hân trợn trừng mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ: "Giảng đạo lý gì cơ? Chị nói cho em nghe một chút đi." "Trước kia chị có một người theo đuổi gọi là Trịnh Đông Dương." Vệ Uyển Nhi giọng nói êm tai. "Còn có một người bạn gái dính vào một đại thiếu gọi là Lý Đại Kiều. Vương Hán cùng bọn họ giảng đạo lý, lúc đầu thật nghiêm túc, về sau đều ổn thỏa, cho nên chị cảm thấy Vương Hán thực biết giảng đạo lý." Lâm Khả Hân chỉ biết trợn tròn mắt: "Chị họ, chị thực sự rất thông minh. Anh ấy cùng người giảng đạo lý, chị liền tin rồi hay sao? Nếu là dễ dàng có thể giải quyết như vậy, em mỗi ngày đi cùng người giảng đạo lý. Chực, chị thực tốt suy nghĩ một chút đi. Chuyện này có phải là cổ quái hay không?" "Không cổ quái à?" Vệ Uyển Nhi một mặt buồn cười: "Nha đầu ngốc, em đến cùng là muốn nói cái gì à? Chị tại trên mạng tìm ra, Phương Hán chính là một người rất bình thường. Có lẽ anh ấy rất chân thành, rất khiêm tốn, nghiêm túc, biết giảng đạo lý, cho nên rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết được. Nói thật, điểm này chị còn thật bội phục anh ta. Nếu đổi lại là chị, cũng không nhất định có thể làm được đâu." Lâm Khả Hân lập tức đờ mặt ra. Nàng hung hăng trợn mắt một cái, phụng phịu, xoay người lại: "Em không nói chuyện với chị nữa, đi ngủ đi. Lúc này còn sớm nha, 2 ngày nữa chị liền phải đi châu Phi rồi. Lần sau gặp mặt, thực không biết gọi là lúc nào nữa." Vệ Uyển Nhi tiến tới cù Lâm Khả Hân rồi cười khúc khích: "Khả Hân ngoan, trò chuyện với chị một lần nữa đi, và sau đó hãy đi ngủ." "Vệ Uyển Nhi, em không muốn để ý tới chị. Chị chính là một người đại ngốc." Lâm Khả Hân trùm chăn bông lên đầu, tức giận đá chân, đột nhiên quay đầu lại: "Chị họ, bệnh viện. Tại bệnh viện Yến Kinh, chị có biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Chuyện xảy ra lớn như vậy, hẳn là phải có tin tức đó." Vệ Uyển Nhi sửng sốt một chút, rồi sau đó gật gật đầu: "Biết à, y tế có phiền phức, ảnh hưởng không tốt lắm. Bệnh viện đã giảm miễn tiền thuốc cho mỗi bệnh nhân, còn đưa cho mỗi người một phong bao lì xì 1 triệu. Đó là sự thật, mấy cái đài truyền hình đều có đưa tin à. Giảm tiền thuốc, phong bao lì xì." Lâm Khả Hân lại phùng mang trợn mắt, đem chăn bông bịt kín, cảm thấy bất lực. "Anh rể à, anh rể, đây nhất định là do anh làm nha. Đây là muốn tiêu trừ chứng cứ, phí bịt miệng à. Chị họ à, chị họ, về sau cũng đừng trách em không giúp chị. Anh rể là anh thì chị đến chết mà. Thật là anh rể quá độc ác." Người anh rể Vương Hán độc ác đang cùng Trình Bân uống rượu trong một quán bar. Hai người tuổi tác chênh lệch không lớn, lúc đầu Trình Bân còn có chút e dè, sau khi uống vài ly rượu, sắc mặt đã đỏ kè, đã triệt để buông lỏng, cùng Vương Hán xưng huynh gọi đệ. "Ca, em mời anh một ly." Vương Hán đối với Trình Bân cũng rất thưởng thức, trên mặt nở nụ cười,
uống một ly. Tiểu Trình, vừa rồi tại lúc ăn cơm trong nhà, tôi có nghe cậu nói trong nhà kinh doanh quần áo. Đối với tương lai có dự định như thế nào? Triển vọng của cậu cho ngành này là gì? Ai nha, Trình Bân đưa tay gãi đầu một cái, thở dài nói, còn có thể trông đợi cái gì nữa chứ? Ngành nghề kinh doanh quần áo ngưỡng thu nhập rất thấp, đầu tư một chút cũng có thể làm được. Bây giờ Internet phát triển như vậy, cửa hàng không dễ mở. Trên mạng, tất cả đều là thương mại điện tử. Công việc kinh doanh của gia đình tôi chỉ có thể duy trì tạm được, khuếch trương ở trong nước là không thể nào. Với sự cạnh tranh gay gắt như vậy, sự phát triển đã đến mức bão hòa. Nước ngoài lại không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể tiến hành các giao dịch nhỏ lẻ, không đóng cửa cũng đã là không tệ rồi. Vương Hán chậm rãi gật đầu. Cậu nói không sai. Thời đại hiện tại, cơ hội và khủng hoảng cùng tồn tại với nhau, cạnh tranh rất khốc liệt. Dù có kịch liệt đến đâu, em cũng không sợ. Trình Bân ẩn ực một hơi cạn ly rượu lớn, ánh mắt kiên định. Ca, em đã nghĩ kỹ, tốt nghiệp về sau liền quản lý công việc kinh doanh của gia đình, chủ yếu khai thác thị trường ở nước ngoài. Nam Phi bên kia cũng không tệ, tiêu thụ bình quân đầu người không thấp. Quần áo nhà em căn bản không đắt, nhất định có thể nghĩ biện pháp mở cửa thị trường để công việc kinh doanh của nhà em ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn. Vương Hán vểnh khóe miệng lên, giống như cười mà không phải cười nói. Cậu nói Nam Phi sao? Thị trường hoàn cảnh quả thực không tệ, nhưng có nắm chắc hay không? Có. Trình Bân hăng hái. Nam Phi bên kia có rất nhiều quốc gia. Cha em trước đó từng đi đàm phán muốn hợp tác với nhiều công ty, nhưng không có một công ty nào đàm phán thành công cả. Nhưng không thành vấn đề, về sau em sẽ lần lượt đi qua đàm phán từng công ty một. Một lần không được liền đàm phán hai lần, hai lần không được liền ba lần. Em có lòng tin sẽ làm tốt. Rất tốt. Anh thích sự hiếu thắng của em. Vương Hán lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn rồi gửi đi. Sau đó nâng ly rượu. Tiểu Trịnh, thôi uống tiếp đi. Nhiều nhất là 5 phút đồng hồ, ca sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng này. Trình Bân đã uống không ít, chỉ coi như là Vương Hán đang nói đùa, cười ha hả. Ca, em hôm nay liều mình bồi quân tử, anh uống bao nhiêu em liền phục bồi bấy nhiêu, hai tay không say không về. Ngươi một chén ta một chén, càng uống càng cao hứng. Uống chừng được sau 3 phút, trong điện thoại di động của Vương Hán có một cuộc gọi đến. Hello Vương. Trong điện thoại, giọng nói của một người đàn ông trung niên có phần khàn khàn, hình như không thành thạo tiếng Viêm Hạ cho lắm, có chút khập khừng. Thực xin lỗi Vương, để ngài phải đợi lâu, người phiên dịch không có ở bên cạnh tôi. Tin nhắn của ngài tôi hiện tại nhìn mãi mới hiểu, ý tứ của ngài tôi đã minh bạch. 10 tỷ có đủ hay không? Vương Hán không có trả lời ngay, mà là đưa tay che lỗ thu âm, sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Bân. Tiểu Trình, doanh nghiệp của gia đình em lớn như thế nào? Ăn được đơn hàng 10 tỷ hay không? Trình Bân một ngụm rượu kém chút phun thẳng vào mặt Vương Hán, trợn mắt há hốc mồm. Tổng tài sản của gia đình anh ta chỉ hơn khoảng 300 triệu. Đơn hàng 10 tỷ sẽ phải mất ít nhất 5 năm mới hoàn thành. Ca, anh không phải đang nói đùa chứ? Trình Bân đem tình huống trong nhà nghĩ đi nghĩ lại một lần, cứng họng. Đơn đặt hàng 10 tỷ, anh nói là nghiêm túc chứ? Vương Hán khoát khoát tay, ra hiệu cho Trình Bân im lặng. Sau đó, đối với trong điện thoại mỉm cười. À, Hadugan, liền 10 tỷ đi, ký kết hợp đồng 5 năm. Chuyện này tôi không muốn chậm trễ. Lập tức làm ngay đi, tôi chờ tin tức à. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Ca, chuyện này... Trình Bân giống như đang nằm mơ, lúc này vẫn chưa kịp phản ứng lại. Anh đang diễn trò sao? Cảm giác rất không chân thực à. Vương Hán cười nhạt một tiếng. Đừng hỏi nhiều nữa, tiếp tục uống rượu đi. Vẫn là câu nói đó, nhiều nhất 5 phút đồng hồ thôi. Đêm khuya, cách Yến Kinh hơn 1.200 cây số, thành phố Thủy Châu, tỉnh Phúc Yên. Trong căn biệt thự 3 tầng ở ngoại ô thành phố, tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức một người đàn ông trung niên đang ngủ say. Cuộc gọi qua biển sao? Người đàn ông trung niên dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn màn hình điện thoại, bấm nút trả lời. Trong điện thoại, một giọng nói dễ nghe của một cô gái xinh đẹp vang lên. Xin chào Trình tiên sinh, đây là Cáp Nhĩ Mã Group Industry.
Nam Phi. Tôi là người đại diện phiên dịch tiếng Viêm Hạ. Công ty chúng tôi đã quyết định hợp tác với quý công ty theo yêu cầu của bạn bè của con bạn, hợp tác mua quần áo trị giá 10 tỷ trong vòng 5 năm và chúng tôi gửi cho bạn email hợp đồng sau. Cúp điện thoại, trung niên nhân đã 50 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Trình Thị, Trình Minh Sâm, giờ phút này đang còn một mặt mờ mịt, bối rối. Tập đoàn công nghiệp Cáp Nhĩ Mã, phiên dịch tiếng Viêm Hạ sao? Ông ta bật máy vi tính lên, nhanh chóng tìm kiếm một hồi, trong mắt bỗng nhiên sáng bừng. Cáp Nhĩ Mã, công ty thuộc tập đoàn lớn nhất Nam Phi, thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ. Căn bản không hề hợp tác với các công ty bình thường và được công nhận là một tập đoàn kinh doanh lớn nhất trong một số quốc gia lân cận. Chờ một chút, Trình Minh Sâm đột nhiên khẽ giật mình. Vừa rồi người phiên dịch ở trong điện thoại nói cái gì nhỉ? Con của bạn. Trình Bân sao? Tiểu Bân. Trình Bân một giây đồng hồ đều không có do dự, lập tức gọi điện thoại cho Trình Bân. Trình Minh Sâm, con đang làm cái gì đó? Vừa rồi có một cô gái ở nước ngoài gọi cho cha, tập đoàn Cáp Nhĩ Mã Nam Phi, thế mà muốn cùng nhà chúng ta hợp tác, còn nói đây là ý tứ bằng hữu của con. Người ta là một công ty lớn, giá trị thị trường hàng trăm tỷ, làm sao lại coi trọng nhà chúng ta chứ? Con nói thật đi, có phải là cái bạn gái khả hân của con, cổ linh tinh quái kia của con, cùng con thông đồng đùa ác với cha hay không? Bên trong quán bar, Trình Bân sững sờ, thật lâu sau mới phản ứng lại, trên mặt tràn đầy hưng phấn, giọng nói run rẩy. Cha vừa nói cái gì? Tập đoàn Cáp Nhĩ Mã muốn cùng nhà chúng ta hợp tác sao? Thế nào, chuyện này con cũng không biết gì sao? Trình Minh Sâm càng khó hiểu, là người phiên dịch vừa nói với cha, nói là thụ ý bằng hữu của con ký đơn hàng 10 tỷ. Vừa rồi cha còn đang suy nghĩ 5 năm cho đơn đặt hàng 10 tỷ là cực hạn của công ty nhà chúng ta. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, trừ hai nhà chúng ta, liền đến mẹ con đều không rõ ràng. Được rồi, đã con không biết gì, chuyện này liền coi như là cha không có hỏi. Nói xong đang muốn cúp điện thoại. Cha, con biết, con thực sự biết. Trình Bân nhìn xem Vương Hán bên cạnh đang mỉm cười thản nhiên, trái tim kích động bốp bốp trực nhảy, sắc mặt đỏ bừng lên. Cha, con mới vừa quen một vị sư huynh, là anh họ, là một đại lão siêu cấp, người đàn ông vĩ đại, là anh ấy đã hỗ trợ làm đơn đặt hàng cho nhà chúng ta. Một cú điện thoại liền đem chuyện này giải quyết, không phải là trò đùa quái ác, mà đây là sự thật. Trình Minh Sâm đang cầm điện thoại, nghiêm sắc mặt, nói hưu nói vượn. Có cái gì đại lão mà ngưu bức như vậy chứ? Con còn đang học đại học, chưa có kinh nghiệm xã giao. Kết bạn phải thận trọng, nhớ, không có bữa trưa nào miễn phí đâu. Trên trời sẽ không có tự dưng rớt xuống đĩa bánh. Tự mình động não ngẫm lại, nơi nào có chuyện hơn nữa. Nửa đêm nói chuyện làm ăn sao? Còn có một cuộc điện thoại là giải quyết. Phim truyền hình đều không có dám diễn như vậy, còn không nên bị mắc lừa gạt. Không phải, cha nghe con giải thích đi. Trình Bân cao hứng muốn sắp phát điên. Cha, đây đúng là anh của con, là anh rể của Khả Hân, không phải là lừa đảo. Anh ấy vừa rồi gọi điện thoại, nói chính là đơn đặt hàng 10 tỷ. Anh ấy có năng lượng phi thường lớn, là thiếu gia gia tộc siêu cấp. Con không cần cha kiếm tiền, cũng không cần đưa tiền cho sư huynh. Làm sao có thể có người nói dối như vậy chứ? Cha nói đúng hay không? Trình Minh Sâm nghe xong lời này càng nghiêm túc hơn. Tiểu Bân, ba trình trọng nói với con, không nên mù quáng tin tưởng bất luận kẻ nào. Sự tình trên thương trường, ngươi lừa, ta gạt, lừa gạt quanh co lòng vòng, cha đã gặp nhiều lắm rồi. Chớ nhìn hắn hiện tại không cùng con vòi tiền, đây gọi là đại ngư câu long, đằng sau khẳng định còn một cái bẫy đang chờ con đó. Ghi nhớ, hiện tại chỗ nào cũng không cần đi nữa, tốt nhất lập tức trở về nhà. Nhất là ở những nơi như sòng bạc còn có phòng ca múa, kiên quyết không thể tới. Còn có người khác cho đồ uống, tuyệt đối không thể uống vào. Trình Bân lập tức đứng hình. Làm sao chuyện này càng ngày đi càng xa như vậy chứ? Lão cha của con đến cùng nói như thế nào, cha mới có khả năng tin tưởng đây? Ngay lúc này, trên máy tính trước mặt Trình Minh Sâm hiện lên một email nhắc nhở. Một tổ hợp email gồm thỏa thuận hợp đồng
dấu chứng nhận công ty, điều khoản hợp tác xuyên quốc gia, chữ ký. Mọi thủ tục đều phù hợp với quy ước quốc tế, hợp đồng điện tử không thể giả được. Đơn hàng 5 năm cho 10 tỷ, rõ ràng bày ra ở trước mắt Trịnh Minh Sâm. Cái này, Trịnh Minh Sâm trong mắt trợn trừng, tròn xoe, toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng cũng là kích động. Chuyện này là thật à? Tiểu Minh, ước chừng 3 giây đồng hồ sau, Trịnh Minh Sâm rốt cục kịp phản ứng, đối với điện thoại rống to, còn nói cái đại lão này là ai chứ? Anh rể Khả Hân, trời ạ, còn thế mà quen biết một bằng hữu như vậy, quả thực không cách nào tưởng tượng à. Không thể tưởng tượng được rằng thỏa thuận hợp tác của tập đoàn Cáp Nhĩ Mã đã được gửi đi. 5 năm cho 10 tỷ, là 10 tỷ đó, lão thiên gia của ta, không thể tin được mà. Trịnh Bân cảm thấy thoải mái, nụ cười trên mặt nở thành hoa, toàn thân sặc mùi rượu. Cha bây giờ tin tưởng chưa? Ha ha, anh của con là một tay đại ngưu à? Tin, đương nhiên tin rồi. Hợp đồng thực hay là giả, cha có thể không biết hay sao chứ? Trịnh Minh Sâm cảm khái vạn phần. Châu Phi bên kia, cha cũng đã từng đi qua, đã nói chuyện với rất nhiều công ty. Người ta căn bản là chướng mắt à. Vất vả nhiều năm đều không có kết quả gì. Kết quả người ta, một cuộc điện thoại liền giải quyết. Đây chính là thân phận, đây chính là địa vị, cấp độ quá cao. Chúng ta nằm mơ cũng nghĩ không ra. Trịnh Bân liên tục gật đầu. Đương nhiên, con đã nói sớm cho cha, anh rể con là đại lão siêu cấp, là anh ruột của con đó, tiểu tử thúi. Trịnh Minh Sâm cười mắng một câu, lại trịnh trọng bàn giao. Tiểu Bân, đối với một đại nhân vật như vậy, nhất định phải kính trọng, nhất định phải tôn trọng. Có thể quen biết một bằng hữu như vậy là phúc khí của con, cũng là phúc khí của Trình gia chúng ta. Khi nào con quay về, chúng ta liền phải đi chùa, thật tốt, đốt mấy nén nhang. Lão thiên gia phù hộ, tổ tông phù hộ. Lải nhải dông dài bên trong nói một tràng, sau đó đem điện thoại cúp máy. Thúc thúc, rất vui vẻ à. Vương Hán cầm ly rượu, chờ đợi Trình Bân đem điện thoại nói xong, lúc này mới mỉm cười nói. Sự tình đã làm thỏa đáng, đến à, tiếp tục uống rượu. Trình Bân đã kích động đến mức không cách nào khống chế, lại sửng sốt, lại hiếu kỳ, ừng ực uống một hớp lớn, sắc mặt đều đỏ bừng lên, thanh âm cũng mơ hồ không còn rõ. Ca, em thực sự là phục sát đất à, quả thực còn muốn quỳ xuống. Anh ở trong nước có thể có năng lượng lớn, nhưng ở nước ngoài thế mà cũng lợi hại như vậy. Một cú điện thoại 10 tỷ, vừa rồi ai gọi điện thoại cho anh à? Người kia chắc là cũng rất trâu à? Trâu bình thường thôi. Vương Hán cười nhạt một tiếng. Trước kia anh đã cứu tổng thống của bọn hắn. Hà Đu Gan này một mực thiếu anh ân tình, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Tiểu Trình, em cùng Khả Hân tình cảm rất tốt, nhân phẩm cũng không tệ, về sau hãy làm thật tốt. Có khó khăn tùy thời điện thoại cho anh, đừng làm như người xa lạ nhé. Trình Bân liên tục gật đầu. Anh rể, về sau anh chính là anh ruột của em nếu là dám có lỗi với Khả Hân, trời đánh ngủ lôi à. Vương Hán nhếch miệng mà cười, còn muốn nói thêm gì nữa. Vừa đúng lúc này, bóng dáng một cô gái mảnh khảnh từ bên cạnh lảo đảo đi vào, đột nhiên ngồi ở bên cạnh Vương Hán, khuôn mặt đỏ như gấc, mơ hồ nói: chồng à, ông xã, đưa em đi. Chồng sao? Ở đối diện Vương Hán, Trình Bân một cái giật bắn mình, sự chính choáng trên người tiêu tan hơn mất phân nửa. Hai mắt nhìn chằm chằm Vương Hán cùng nữ tử xinh đẹp xa lạ này, giống như vừa phát hiện ra một thế giới mới, nơm nớp lo sợ. Anh rể, đây là... Anh không biết. Vương Hán xem xét ánh mắt Trình Bân, lập tức đoán được trong lòng của anh ta đang suy nghĩ gì, lắc đầu cười một tiếng. Đừng hiểu lầm, anh chỉ yêu mỗi một mình Uyển Nhi. Trình Bân lập liên tục gật đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn là có 3 phần nghi hoặc. Bởi vì nữ nhân đột nhiên xuất hiện này thật là xinh đẹp. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt to, lông mi dài, đôi môi nhỏ đỏ tươi, dáng người mảnh mai, dây chuyền có giá trị không nhỏ đeo trên cổ. Trên mặt còn có 2 vệt rượu đỏ. Cho dù là Trình Bân đều bất tri bất giác bị cô bé này hấp dẫn. Vẻn vẹn nhìn từ bề ngoài so với Vệ Uyển Nhi cùng Lâm Khả Hân không chút thua kém nào. Ngay cả những vị khách ở một vài bàn gần quán bar cũng thường đổ dồn ánh mắt vào trên thân cô bé này. Ánh mắt thèm nhỏ dãi, không thèm che giấu.
Mang em rời khỏi nơi này, nhanh lên, nếu không thì quá muộn. Cô bé này bên trong miệng vẫn còn đang lẩm bẩm, hiển nhiên là đã uống khá nhiều rượu, thanh âm đều có chút không rõ ràng. Mới vừa rồi cô bé còn có thể ngồi, lúc này đã trực tiếp nằm xoài ở trên bàn, hai mắt to chớp động nhìn Vương Hán cùng Trình Bân như đang cầu cứu, cố hết sức ngẩng đầu lên. Đáng tiếc là đã uống say, nhìn qua mềm yếu bất lực, thấy thật đáng thương. Anh rể, Trình Bân cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Vương Hán. Làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục uống rượu hay sao? Vương Hán nhìn cô bé này một chút, cười gật đầu. Đoán chừng cô ta đã uống say, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Cô ta là sợ đã bị người khác trong quán bar làm bậy, tìm chúng ta nhờ hỗ trợ. Nói xong, anh quơ bàn tay trước mắt nữ hài nhi này. Cô gái, đưa điện thoại cho tôi, hoặc là đem số điện thoại người nhà nói với tôi giúp cô liên hệ. Điện thoại... Nữ hài nhi đưa tay sờ soạng lung tung trên người mình mấy lần, động tác cứng đờ, toàn thân sặc mùi rượu, ánh mắt mờ mịt. Điện thoại ở trong túi, tôi không nhớ số điện thoại, túi xách của tôi... Nói đến đây nàng sợ hãi cả kinh. Đừng quan tâm tới cái túi nữa, van cầu hai người, nhanh lên, đưa tôi đi. Vừa nói một bên giãy giụa muốn rời khỏi chỗ ngồi, dưới chân trượt một cái, ngã thẳng xuống đất, bạch. Vương Hán đưa tay phải ra, tựa như tia chớp, giữ được vòng eo tinh tế của cô bé này. Đúng lúc này, nha, không phải vừa mới nói là đi toilet hay sao? Làm sao để đến nơi này, cầu kẻ ngốc khác rồi à? Một thanh niên xăm trổ đầy mình dáng vẻ lưu manh, trên tay cầm một chai bia đắt tiền, lung la lung lay đi tới. Đối với Vương Hán cùng Trình Bân cười lạnh. Hai người nha, đừng lo chuyện bao đồng à. Cô nàng này là tao coi trọng trước. Ai nhiều chuyện thì phải chết à. Thanh niên này xuất hiện một nháy mắt. Từ cách đó không xa quán bar, có 5-6 thanh niên đứng lên. Có người huýt sáo, có người cười nhạo, còn có người thì nhìn Vương Hán cùng Trình Bân đầy đe dọa, cầm trong tay vỏ chai rượu. Hiển nhiên một lời không hợp liền phải đánh nhau. Cô gái, Vương Hán đem nữ hài nhi một lần nữa đỡ đến trên ghế ngồi xuống. Đối với thanh niên xăm mình này cũng không thèm nhìn xuống một chút. Nhẹ giọng nói, túi của cô ở đâu, bàn số mấy, hoặc là cái phòng nào? Nữ hài nhi vô ý thức đã mơ hồ, ôm thật chặt cánh tay Vương Hán, đầu tựa ở ngực Vương Hán, cảm thụ được cơ bắp cường tráng cánh tay của anh, cùng nhịp tim trầm ổn, hữu lực. Cả một đời, cô chưa từng có cảm giác an toàn như thế bao giờ. Cô mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được. Giúp em với, em không biết bọn họ. Vừa nói xong thì ngoẹo đầu một cái, trực tiếp ngủ say trong vòng tay của Vương Hán. Vương Hán lập tức đứng hình, ra tới uống chút rượu. Cũng có thể đụng tới loại chuyện này à. Hiện tại đã rất rõ ràng, khẳng định là mấy tiểu thanh niên nhìn thấy nữ hài nhi này uống rượu một mình, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nên muốn lạm dụng cô gái này. Này anh bạn, thanh niên xăm trổ vốn đã nóng nảy vùng chai bia trong tay ra, vẻ mặt đe dọa. Đưa con gà này cho tôi đi, tôi là bạn trai của cô ta, chậm trễ công việc tốt của lão tử. Hắn không thể nói xong. Vương Hán một tay đỡ nữ hài nhi trở tay, chính là một bàn tay quăng ra, bốp. Thanh niên xăm mình căn bản không kịp phản ứng, bị Vương Hán quất thẳng vào trên mặt, cổ vặn tréo như một cái bánh quay chèo, thân thể tại nguyên chỗ quay tít hai vòng, ầm một tiếng té ngã trên đất, mí mắt lật một cái, trực tiếp choáng ngất. Toàn bộ trong quán bar nháy mắt xuất hiện sự yên tĩnh đến ghê người. Một tát này quá đột ngột, quá ác. Tại quán bar cua gái, loại chuyện này rất phổ biến, ngay cả khi đôi bên không quen biết gì nhau. Nữ uống say bị người lượm đi cũng không tính là cái đại sự ghê gớm gì. Vì lý do này mà đánh nhau và những vụ việc đẫm máu thường xuyên xảy ra. Nhưng là dưới tình huống bình thường, người nào muốn ra tay, coi như là muốn động thủ đánh nhau, cũng phải trước tiên chú ý tới. Yến Kinh là một nơi lớn như vậy, đều là tại bên ngoài lẫn vào, nói không chừng liền nhận biết một hai người bằng hữu như nhau. Cũng giống như là thanh niên xăm trổ này, cũng không phải vừa lên tiếng liền động thủ, vẹn vẹn chỉ dùng lời lẽ đe dọa mà thôi. Đây chính là cái gọi là giảng cứu.
Má nó, ngươi không giảng cứu đạo lý sao? Từ cách đó không xa, 5-6 tên thanh niên đồng bạn cùng xăm trổ trên thân. Mỗi một tên đều cầm chai bia, có người còn lấy ra một con dao găm, hàn quang lấp lóe. Mặt mũi tràn đầy hung tợn lao đến, đem Vương Hán bao vây xung quanh. Hung thần ác sát, mày là thằng khốn chỗ nào, báo ra một cái tên, đừng nói bọn lão tử không cho mày cơ hội. Hả, giảng cứu sao? Vương Hán nhìn bọn hắn một chút, đem nữ hài nhi trong ngực giao cho Trình Bân. Đỡ lấy nàng đi, anh cùng bọn nó giảng cứu đạo lý một chút. Trình Bân vội vàng đem nữ hài nhi nâng lên, quay đầu nhìn 6 tên tiểu lưu manh này bằng đôi mắt thương cảm. Các cậu gây với ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới anh rể của tôi, thân thủ của anh ấy. Thôi không nói nữa, tóm lại là các cậu thê thảm rồi. Nhưng mà những người khác lại không nghĩ như vậy. Trong quán bar, rất nhiều khách nhân đã nhao nhao rời khỏi chỗ ngồi. Có người tính tiền rời đi, có người ở phía xa xem náo nhiệt, để lại một khoảng không gian rộng lớn. Loại chuyện đánh nhau này, dù sao, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Náo nhiệt càng lớn, bọn họ càng hưng phấn à. Cũng có mấy cô gái, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nhìn xem Vương Hán, xì xào bàn tán. Các cậu nhìn à, người nam kia, muốn một mình đánh 6 người, chắc là sẽ bị bọn nó hắn đánh chết à. Điều đó còn cần phải nói sao? Bên cạnh lập tức có người hạ giọng, nói nhỏ một chút đi. 6 tên thanh niên kia cũng không dễ chọc vào, đi theo hổ ca lẫn vào, là bá chủ bản xứ một phương. Nam nhân này là sắp bị xui xẻo à. Chuyện này, coi như chủ quán bar cũng không dám quan tâm tới. Chúng ta đều đừng lên tiếng, cũng đừng báo cảnh sát. Cơ hồ tất cả mọi người cũng không một ai coi trọng Vương Hán. Thậm chí có người hảo tâm đã gọi 115, chờ xe cứu thương, đem Vương Hán trực tiếp đưa đi bệnh viện. Một giây sau, Vương Hán lay động cổ tay một chút, quay đầu nhìn Trình Bân mỉm cười. Em không phải là yêu thích taekwondo hay sao? Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, anh sẽ dạy cho em mấy chiêu đơn giản. Vâng. Trình Bân lập tức gật đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, anh rể muốn xuất thủ rồi à?